Có 5 kiểu người này không nên quá thân thiết. 1. Người sống quên ơn, đó là những người được người khác giúp đỡ nhưng không nhớ ơn, họ sẵn sàng quay lưng với người có ơn với mình. Kiểu người này nhất định phải tránh xa. 2. Người hay dựng chuyện, người hay đưa chuyện, chuyện sai sự thật để nhận sự đồng cảm hoặc làm chuyện vui của mình. 3. Người tính toán thâm hiểm, người có tính cách này luôn toan tính trong lòng. Bạn sẽ rất khó đoán được kiểu người này và sẽ không ngờ được họ sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích của họ. 4. Người tham phú phụ bần, đó là kiểu người giàu thì nịnh bợ, nghèo thì bỏ đi, không thật lòng đối đãi với người khác. 5. Người sống hai mặt hai lòng, kiểu người này không nên quá thân thiết. Bạn cứ sống tử tế, đơn giản và lương thiện là được. Người tốt hơn sẽ đến với bạn.